Hôm nay là cái buổi ký kết chính thức hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Đại Nam với lại Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dựa vào cái chương trình là quản trị tài chính cá nhân cho học sinh phổ thông, trung học phổ thông tại trên phạm vi cả nước. Và đây là một cái, có thể nói là một cái dấu mốc quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là cái mảng quản trị tài chính cá nhân ở chúng ta là nó chưa được đủ mạnh. Thứ hai là Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì đang có một cái series chương trình liên quan tới vấn đề khởi sự, và hai cái chương trình này thì nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì khi quản trị tài chính cá nhân tốt thì nó sẽ rèn được tư duy, và thứ hai là nó tạo nguồn để mà khởi tức là bắt đầu một cái sự nghiệp cho riêng mình. Cái hoạt động khởi nghiệp thì thực ra là nó đòi hỏi bên cạnh cái câu chuyện về ý tưởng, về hiểu biết về thị trường, khả năng xúc tiến thương mại cũng như mở rộng thị trường, thì câu chuyện thực thi của nó rất là quan trọng. Nó không chỉ là về mỗi cái kế hoạch kinh doanh, mà để cho nó thực sự hiệu quả thì nó được phải xây dựng trên cái nền rất là nhiều kỹ năng, các cái kiến thức để phục vụ cho công tác quản trị. Thì trong đó có một cái yếu tố rất quan trọng, đó là phần kỹ năng về quản trị tài chính cá nhân. Vì câu chuyện nó rất là đơn giản thôi, khi bản thân mình không có những cái hiểu biết, những cái kiến thức, những kỹ năng cần thiết để quản trị cái tài chính cho cá nhân mình, thì nó sẽ rất là không thực tế nếu như mà có thể từ đấy lại có thể quản trị hiệu quả cái tài chính cho doanh nghiệp. Chính vì thế cho nên là có thể nói khi các cái kiến thức về năng lực quản trị tài chính cá nhân là đặc biệt quan trọng trong cái việc khởi nghiệp và xây dựng cái doanh nghiệp để bắt đầu khởi sự cho cái hoạt động của các bạn thanh niên. Thì cái mục tiêu của đề án giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Đại Nam là đặt cái kế hoạch là sẽ triển khai dài hạn trong nhiều năm, nhưng mà sẽ từng bước có thể tiếp cận vừa bằng hình thức là trực tiếp, đồng thời là cũng ứng dụng cái chuyển đổi số là hình thức online để có thể tiếp cận đến tất cả các thanh niên Việt Nam. Có thể nói là mong muốn, cái kỳ vọng, kế hoạch là sẽ hỗ trợ được cho 20 triệu thanh niên Việt Nam thông qua rất là nhiều các hình thức khác nhau. Em là một người rất là yêu thích khởi nghiệp và em rất là hào hứng và mong chờ sẽ được tham gia những buổi đào tạo về tài chính cá nhân của